số 1 như sau các em chú ý này Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 1 Đề bài yêu cầu là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Tại giao điểm của đồ thị với đường thẳng D Có phương trình y bằng x trừ đi 2 Chưa có điểm M đúng không? Vậy chúng ta phải đi tìm bằng cách là gì? Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị với cái đường thẳng D này. Đấy, vậy thì đối với ví dụ số 1 này chúng ta sẽ giải quyết như sau. Bước đầu tiên chúng ta đi tìm hoành độ giao điểm đã. Từ hoành độ giao điểm chúng ta sẽ tìm ra được tung độ. Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng D là nghiệm của phương trình Phương trình là gì? X mũ 3 này Trừ đi 3X bình phương cộng với 1 bằng X trừ đi 2 Chúng ta chuyển về sang nhé X mũ 3 Trừ đi 3X bình Trừ X và cộng với 3 Bằng 0 các em giải phương trình bậc 3 với ẩn x này chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm và nghiệm đó chính là hoành độ của cái điểm m kìa tức là x0 Ok chưa? Và phương trình này chúng ta giải quyết chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm đó là x bằng cộng trừ 1 hoặc x bằng 3 Phương trình bậc 3 có 3 nghiệm đã là 3 nghiệm tức là 3 giao tuyến 3 giao điểm 3 giao điểm thì chúng ta sẽ sinh ra được 3 tiếp tuyến Từ đây chúng ta sẽ viết ra tọa độ giao điểm nha Tọa độ giao điểm Thầy sẽ đặt Ở đây có 3, 3 giao điểm Vậy thì nó, thầy sẽ đặt là M1 M1 sẽ có tọa độ là Thầy lấy hoành độ là trừ 1 Thay vào thì các em nên thay vào đường thẳng D này Thay vào cho nó đơn giản Trừ 1, trừ 2, trừ 3 Tiếp theo điểm M2 Thầy sẽ lấy là 1 1 thay vào thì nó sẽ thành trừ 1 Và cuối cùng M3 Có hoành độ là 3 Và tung độ ở đây sẽ là 3 trừ 2 là 1 Đó 3, tọa, à, 3 giao điểm Xem là 3 tiếp tuyến Ok chưa Bây giờ chúng ta sẽ đi tính đào hàm Ta có này F phẩy x Sẽ bằng F phẩy x chính là y phẩy này Sẽ bằng x mũ 3 trừ 3 x bình cộng với 1, tất cả đạo hàm ở đây thì sẽ tính luôn